Với khán giả trẻ khi nhắc đến Hòa Minzy, bạn sẽ nghĩ ngay đến cô ca sĩ có giọng hát khá hay và ngoại hình hút mắt. Nhưng bạn đã thực sự biết tiểu sử, gia thế và sự nghiệp của cô ca sĩ rời bỏ này chưa? Cùng tiểu sử ngôi sao tìm hiểu rõ hơn Hòa Minzy là ai nhé? Hòa Minzy là ca sĩ trẻ sở hữu một chất giọng hát khá nội lực và truyền cảm. Dù chỉ hát live nhưng chưa bao giờ có ca khúc nào có thể làm khó được cô. Vượt mặt qua nhiều thí sinh, năm 2014, Hòa Minzy trở thành quán quân của chương trình Học viện Ngôi sao. Nhờ đó cô được khán giả biết đến và yêu quý nhiều hơn. Hòa Minzy sinh ra trong gia đình có 4 chị em gái và một em trai ở Bắc Ninh. Bố mẹ của ca sĩ là người thuần nông. Cô đã tự lập từ khi 11 tuổi, sau đó cô xin lên Hà Nội, tự lao động và mưu sinh và dành dụm tiền để trang trải cuộc sống. Số tiền đầu tiên cô kiếm được nhờ vào việc đi hát tại phòng trà và quán cà phê. Đến năm 2014, Hòa Minzy tham gia Học viện Ngôi sao và đã được khán giả đánh giá khá cao. Khi vào đêm chung kết, Hòa Minzy thể hiện ca khúc Làng quan họ quê tôi, xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ đáng gờm như Hoàng Yến Chibi. Không chỉ thành công trong sự nghiệp ca hát, Hòa Minzy còn là ngôi sao truyền hình được khán giả yêu thích và mến mộ tính cách vui vẻ, lầy lội, biết cách ứng biến thông minh linh hoạt nhất. Tháng 11, 2014, Hòa Minzy phát hành MV Chưa gửi anh, trong cùng một tháng anh cũng phát hành MV Gửi. Đến tháng 7, 2015, ca sĩ phát hành thêm MV Ăn gì đây? Ca khúc được khán giả chào đón khá nhiệt tình, vui nhộn, nồng nhiệt, sôi động. Đây là bản hit làm nên tên tuổi của Hòa. Năm 2016, Hòa Minzy tham gia chương trình Gương mặt thân quen, bằng chất giọng bất chấp mọi thể loại nhạc, với tính cách vui nhộn. Cô đã đưa khán giả đến với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Ngoài việc ca hát, năm 2016 Hòa Minzy trở thành MC cho nhiều chương trình của Ian TV. Đúng vào ngày sinh nhật của cô đã cho ra mắt ca khúc Vì Anh. Đầu năm 2018, cô cho ra mắt MV Thế là Tết. Ngày 6 tháng 5 năm 2018, Hòa Minzy cho ra mắt ca khúc Rời bỏ. Đây là bản ballad nhẹ nhàng và đầy tâm trạng, ca khúc đánh trúng thị hiếu âm nhạc và đầu tư MV khá kỹ càng, nên bài hát đã nhanh chóng đứng lên bảng xếp hạng top bảng xếp hạng Zing Chart trên Zing MP3. Năm 2020, sau 2 năm, Hòa Minzy tiếp tục cho ra mắt ca khúc Không thể cùng nhau suốt kiếp. Đây là bài hát có sự chuẩn bị kỹ càng kéo dài đến 2 năm, và tốn khá nhiều chi phí do cô tự đầu tư. Lời bài hát không được đánh giá cao, nhưng được khán giả khen về nội dung và hình ảnh. Tại lễ trao giải Làn sóng xanh Music Award 2020, Hòa Minzy nhận được giải ở hạng mục Music Video của năm với sản phẩm âm nhạc thành công trong năm qua Không thể cùng nhau suốt kiếp. Cả ba đều gặp nhau trong chương trình Cặp đôi hoàn hảo. Vì hợp tính nhau, nên Hòa Minzy, Đức Phúc, Eric đã lập nên gia đình hoa dâm bụt. Họ thường chia sẻ những khoảnh khắc thư giãn, vui chơi bên nhau đầy ắp tiếng cười. Tháng 11/2017, Hòa Minzy, Đức Phúc và Eric đã có màn biểu diễn khá ấn tượng trên sân khấu Mama Premier in Việt Nam. Bản ma sắp và màn kết hợp khiến khán giả không hết lời khen ngợi. Gia đình hoa dâm bụt được nhiều khán giả yêu thích và thường xuyên theo dõi những video lầy lội của họ. Đến nay, Hòa Minzy vẫn thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc vui chơi cùng bạn bè. Những xăng đan của nữ ca sĩ Hòa Minzy, người yêu tin đồn của cầu thủ Công Phượng. Năm 2014, Hòa Minzy phát hiện hẹn hò cùng với cầu thủ Công Phượng, đội tuyển bóng đá Việt Nam. Tại thời điểm đó dường như cả hai khá im lặng trước báo chí, sau một năm đồn thổi cả hai mới bắt đầu công khai. Đến ngày 21/11/2016, Hòa Minzy ra mắt MV Sống không hối tiếc và cô chính thức tuyên bố đã chia tay Công Phượng. Chính sản phẩm ra mắt này giúp cô lấy lại tinh thần. Nghi vấn đạo nhạc. Đầu năm 2018, Hòa Minzy cùng gia đình hoa dâm bụt lấy được thiện cảm từ khán giả sau một thời gian bị lùm xùm với xì căng đan với Công Phượng. Nhưng bất ngờ ngày 14 tháng 3, Hòa công khai bạn trai Nguyễn Minh Hải, ngay lập tức nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp, bạn bè và fan hâm mộ. Sau 4 năm, Hòa Minzy chỉ hát một ca khúc Ăn gì đây? Đến năm 2018, Rời bỏ chính là sản phẩm thành công nhất và được khán giả đánh giá khá cao về hình ảnh. Ít ngày sau đó, bản hit Đừng thương hại anh do Minh Âu thể hiện. Khi nói về vấn đề này, tác giả ca khúc Vũ Huy Hoàng khẳng định hai ca khúc là một. Ca khúc được anh sáng tác vào năm 2014 đặt tên Thương hại. Sau khi phân trần xì căng đan mới tạm gác qua một bên, tuy nhiên một lần nữa Hòa Minzy vừa ghi điểm lại đánh mất niềm tin. Sang tận Indonesia để cổ vũ cho Công Phượng. Ngày 14 tháng 8, Hòa Minzy bất ngờ xuất hiện trước khán đài để cổ vũ đội tuyển Olympic Việt Nam trong trận đấu đầu tiên tại ASEAN 18. Câu chuyện đã qua, nhưng một lần nữa khán giả cho rằng Hòa Minzy mượn chuyện để đánh bóng tên tuổi của mình. Và đúng như dự đoán, sau vài ngày dự án Nàng tiên cá được đăng tải, Hòa Minzy xâm phạm sự an toàn của BTS. Tối ngày 31 tháng 8, Hòa Minzy xuất hiện trong hậu trường của lễ trao giải Sorry Brother nhờ tấm thẻ mà người bạn cho cô. Tấm thẻ này chỉ dành nhân viên chương trình, điều này khiến cô bị ném đá khá nhiều.
Đại diện Hàn Quốc còn lên tiếng cô đã vướng vào điều cấm kỵ ở thị trường nước này, khiến cô bị chỉ trích. Nhiều công ty giải trí cho rằng có thể cho cô vào danh sách đen, xâm phạm đời tư ảnh hưởng đến tâm lý và sự an toàn của các thành viên nhóm BTS. Nhưng một số khán giả khác lại cảm thông bởi hành động của Hòa Minzy, xuất phát từ tình yêu dành cho thần tượng của mình. Dù có thế nào đi nữa cô cũng bị chỉ trích từ khán giả khiến cô phải khóa tài khoản cá nhân trong một thời gian khá dài. Hòa Minzy nghi vấn có bầu lần hai. Mới đây cô đăng tải hình ảnh mang một chiếc đầm khá rộng, khiến khán giả cho rằng cô đang mang bầu lần hai với bạn trai đại gia. Bên cạnh những người chúc mừng có thêm một khán giả hỏi mang bầu hả, nữ ca sĩ liền đính chính, ôi trời ơi, không có đâu nha, đúng là chị im liền. Trước đó ngày 14 tháng 2, chồng của Hòa Minzy Nguyễn Minh Hải đã thừa nhận họ có con chung. Vào tháng 10 năm 2019 trong thời gian cô ẩn, những thành tựu đạt được của Hòa Minzy, những bài hát của Hòa Minzy, thư chưa gửi anh, sẽ chiến thắng, ăn gì đây, vì anh là của em, sống không hối tiếc, ăn gì đây Hòa Minzy, tìm một nửa cô đơn, thế là Tết, rời bỏ, chấp nhận, mặt trời vẫn tới mỗi ngày, để khoảnh khắc mãi đong đầy, hết manner, fit me tự tin là chính tôi, chỉ là tình cờ, không thể cùng nhau xuất kiếp, chương trình truyền hình mà Hòa Minzy tham gia, học viện ngôi sao, bài hát Việt, những bài hát còn xanh, trò chơi âm nhạc, bài hát yêu thích, ghế không tựa, bữa trưa vui vẻ, gương mặt thân quen, ơn rời cậu đây rồi, cặp đôi hoàn hảo, 100 triệu một phút, cầu thủ nhí, ai thông minh hơn học sinh lớp 5, người hùng tí hon, thiên đường ẩm thực khách mời, bí mật đêm chủ nhật, giọng ải giọng ai, nhanh như chớp, gương cười, tuyệt đỉnh song ca nhí, bếp chiến khách mời, lớp học vui nhộn, thực đơn 1102. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Tiểu Sử Ngôi Sao. Tóm lại, trên đây là những thông tin về ca sĩ Hòa Minzy là ai, cũng như tiểu sử, đời tư sự nghiệp của cô. Đừng quên theo dõi kênh Tiểu Sử Ngôi Sao để thường xuyên cập nhật những tin tức mới nhất từ các sao nhé.